Xin chào cả nhà, lại là mình đây. Hôm nay là ngày thứ tư mình go live. Cả nhà có khỏe không? Sáng giờ ở bên mình mưa quá, lạnh quá chừng. Bây giờ mới thấy tán lên được chút. Thì chủ đề hôm nay đó là mình sẽ nói về cái the book that you love. Thì trong những cái năm gần đây đó, mình có điều kiện đọc được rất nhiều quyển sách kinh. Tại vì sao mình thích? Tại vì khi mà mình đọc, mình tìm hiểu về sách kinh Phật đó, mình thấy cái tâm hồn của mình nó rất là thanh thản. Thì mình đã thỉnh được những bộ kinh trong đó có bộ kinh này gọi là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì cái quyển này là original, nó có tất cả là 4 quyển. Còn cái bộ kinh thứ nhì mà mình cũng muốn học và đọc nữa đó là Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Cái đây mình để chắc nó ngược ha, chắc một cả nhà học có đọc được á, nhưng mà nó gọi là Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Cái bộ thứ ba mà mình thích đó là kinh Hoa Nghiêm. Thì cái bộ này nó là có 4 bộ, có 4 quyển chứ không phải là 4 bộ. Thì ba cái bộ kinh này là ba cái bộ kinh mà mình nói từ đây tới cuối đời phải làm sao học đọc cho hết. Tại vì nó không phải đọc một lần mà mình hiểu được, đọc tới đọc lui rồi phải nhớ, rồi phải thực hành đó. Cho nên hy vọng là tương lai sẽ còn có được nhiều thời gian để mà mình tham khảo, để học hỏi về cái những cái bộ kinh này. Bên cạnh lo cho gia đình, cuộc sống, nhưng mà mình cũng không quên là cũng phải lo cho cái đường tâm linh của mình. Không biết sao mình chú trọng về cái đó, đường đạo, đường đời, hai cái đều phải đi song song. Thì lý do tại sao mà mình thích cái bộ Kinh Hoa Nghiêm, tại vì cái triết lý của nó đó rất là hay. Có một lần đó mình đọc được trong kinh đó, thì có một phần á nó làm mình thức tỉnh. Là trong bộ Kinh Hoa Nghiêm á, cái triết lý của nó đó, cái triết lý của kinh đó nói á, là tất cả những cái khó khăn, những cái khổ đau trong cuộc sống của mình phải dùng cái đó để mà làm phương tiện. Tại vì á, không có những cái đó, đó thì mình không có học hỏi được gì hết, mà mình cũng không có luyện được cái sự kiên trì, cái sự nhẫn nại của mình như thế nào. Đối với cuộc sống á, thì không có thể nào tránh khỏi những cái khó khăn trong cuộc sống, nhưng mà mình cứ nếu mà mình cứ expect những cái gì nó cũng suôn sẻ hết, cái gì nó cũng hạnh phúc hết, cái gì nó cũng vui tươi hết, thì có lẽ là không có ở trên đời này. Nhưng mà đến khi mình gặp những cái khó khăn thì mình phải làm như thế nào để mình vượt qua được. Đối với bản thân mình thì cái điều đó rất là quan trọng. Cho nên khi mà mình đọc được một cái mình đọc được trong Kinh Hoa Nghiêm này, họ nói về cái triết lý như vậy đó, mình mới thực tỉnh. Thì mình mới thay đổi cách nhìn, thay đổi cách nhìn khi mà những cái khó khăn đến với mình đó, thì mình chấp nhận, rồi mình học hỏi cái cách nào để mà vượt qua những cái khó khăn, những cái đau khổ như vậy. Thì mình thấy nó rất là hay, nó rất là triết lý. Thì có một cái đoạn khác đó trong Kinh Hoa Nghiêm á, nói á, là giống như ở trong cái ly nước mà có những cái chất dơ, những cái chất bùn á, thì như cả nhà đã biết rồi đó, trong đạo Phật á, hoa sen á là nó tượng trưng cho đối với nhà Phật á, hoa sen tượng trưng cho tâm bồ đề, tâm giác ngộ. Nhưng mà mọi người cũng biết rồi, hoa sen á nó mọc từ dưới bùn dơ.
mà nếu không có bùn á thì hoa sen nó sẽ không có nở đẹp. Thì cái triết lý trong kinh nói về cái phần hoa sen đó, những cái bùn dơ, những cái bùn dơ ở dưới ao đó, đó là những cái phiền não của mình trong cuộc sống. Thì mình phải tập cái tánh giống như hoa sen như thế nào, mình sẽ lấy những cái khó khăn, những cái phiền não ở trong cuộc sống để mà trưởng dưỡng cái tâm bồ đề của mình. Tại vì không có những cái phiền não, những cái bụi trần á, là mình không có thể nào mà trưởng dưỡng được cái tâm bồ đề của mình lớn hơn. Thì mình thấy rất là hay, rất là triết lý. Thì để mình chia sẻ một cái đoạn văn này very very quick ha. Thì trong này á, trong cuốn kinh này của mình đọc nè, nói á, là sen á có gốc rễ trong bùn nhưng không ngừng lớn lên thoát khỏi bùn, vượt lên trên nước để đón nhận cái ánh sáng của ban mai. Thì do đó sen đại biểu cho khả năng xuất tục, vượt thoát mọi trần lụy trói buộc phiền toái của bụi đời. Mình thấy đó là rất là hay, cho nên cái suy nghĩ của mình đó, mình cũng phải làm sao mà tập cái tánh trưởng dưỡng của mình cũng giống như là hoa sen gần bùn nhưng mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hoa sen đó là thật là đẹp trong cái vũng bùn. Thì cái đó là cái điều mà mình rất là thích, mà mình muốn học hỏi để noi theo cái trưởng dưỡng của hoa sen. Còn một cái phần khác mà ở trong này kinh Hoa Nghiêm nó có tất cả là 40 phẩm. 40 phẩm không biết đọc bao giờ mới hết, mà cũng không có thể nào thấu hiểu được hết trong cuộc đời này tại vì triết lý nó quá sâu sắc. Nhưng mà mình muốn đọc một cái câu ở trong này á, ở trong cái phẩm kinh Hoa Nghiêm phẩm Hiền Thủ, thì cái câu 355 nói như vậy, trong kinh nói như vậy: ban bố an lạc trọn một kiếp cho khắp chúng sinh vô số cõi, phước đức như vậy chưa thù thắng, tin vào pháp này mới tối thắng. Nghĩa là sao? Theo mình hiểu, theo suy nghĩ của mình thì trong kinh nói á, cho dù bất cứ việc gì đi nữa, đường đạo hay đường đời, mình làm cái gì mình cũng phải có niềm tin. Niềm tin là cái mà cơ bản là mình phải có. Tại vì nếu mà mình không có niềm tin, mình sẽ không có vững bước trên bất cứ đường gì, đường đạo hoặc đường đời, nếu mà mình không có niềm tin. Ví dụ như mình đạo Phật, mình tin tưởng vào kinh sách, mình tin tưởng vào chư Phật, chư Bồ Tát, những anh chị em khác, tin tưởng vào Chúa, hoặc là tin tưởng bất cứ về một cái người nào đó, thì cái niềm tin là cái cơ bản mà mình phải có. Nếu không có niềm tin thì mình không làm được gì hết. Thì tại sao ở trong này đó, trong kinh nói á, nếu mà bạn có khả năng á, ban bố an lạc, nghĩa là đem niềm tin, đem sự an lạc đến cho người khác, trọn một kiếp người của mình, cho khắp chúng sinh vô số cõi, phước đức như vậy cũng chưa có thù thắng, nhưng mà tin vào cái sách kinh này mới là tối thắng. Nó ghê không? Mình thấy nó rất là chí lý. Còn một câu 353 ở trong phẩm Hiền Thủ thì nói là: nếu ai đem được 3.000 cõi, đội đầu một kiếp thân bất động, việc làm như vậy chưa phải khó, tin được pháp này mới là khó. Không phải ai nghe giảng kinh đều muốn nghe hết. Có khi mình nghe rồi mình buồn ngủ, mình buồn gục. Rồi có nhiều người cũng không có thích nghe. Thì cái đó là mình nghĩ tùy theo cái
cái khoảng thời gian mà trong cuộc sống của mình nó đi tới đâu, đâu có cần thiết hay là không khi mà nghĩ đến đường đạo. Đối với mình thì sau khi ba mẹ mình mất rồi, cuộc sống của mình thấy là rất là khó khăn về mặt tinh thần, không có nơi nương tựa. Kể từ đó, tuy là một cái mất mát rất là lớn trong cuộc sống của mình là ba mẹ mình mất, nhưng mà bù lại là chính những cái ngày tháng sau này mình mới tìm hiểu sâu sắc hơn về đường đạo, để mà tập trung về cái phần tâm linh nhiều hơn. Thì đó là những quyển sách mà mình thích. Trong đó có bộ kinh Hoa Nghiêm. Thì theo mình hiểu á, trong kinh nói á, sau này á, kinh Hoa Nghiêm này cũng sẽ bị diệt vong. Bộ kinh Liên Hoa này cũng sẽ bị diệt vong. Chỉ còn lại bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm thôi. Kinh này là nó rất là mạnh, rất là mạnh mẽ. Tất cả những cái ma quỷ gì đó nó không có thể tàn phá cái bộ kinh này, cho nên mình rất là quý. Mình đã thỉnh rồi nhưng mà vẫn chưa có thời gian đọc, hy vọng là sẽ có thời gian đọc nhiều hơn. Thì theo cái bộ kinh mà người ta nói về kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nếu mà bạn thích hướng về đường đạo mà để thực hành, để học mà trở thành, để sau này giải thoát rồi trở thành Phật á, thì bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa sẽ là cái bản đồ cho bạn đi theo. Còn mình á, thì mình lại thích về kinh Hoa Nghiêm. Tại vì sao? Tại vì kinh Hoa Nghiêm á, là đi theo cái con đường của Bồ Tát. Bồ Tát không có thành Phật nhưng mà Ngài luôn giúp đỡ chúng sanh. Thì tại sao mình có cái ý nghĩ đó? Tại vì khi mà ba mẹ mình mất rồi á, chịu nhiều đau khổ, không có lối thoát. Thì như vậy đến khi mà mình hiểu về đạo được một cái phần nào rồi đó, thì nó đã giúp mình, nó đã giúp cuộc sống của mình trở nên thanh thản nhiều hơn. Nhưng mà mình nhìn lại những người xung quanh của mình, những người thân của mình đó, họ chưa có cái khái niệm gì về Phật Pháp hoặc là khái niệm gì về đạo. Thì mỗi ngày đó họ struggle với những cái khó khăn trong cuộc sống. Mình nhìn như vậy, mình không chịu được. Khi mà tâm của mình an lạc, mình cũng muốn những người xung quanh của mình cũng được an lạc. Nhưng mà mình đâu có khả năng nào mà để help những người xung quanh của mình. Thì chỉ có cách đó là mình phải học hỏi thêm. Mình tìm thầy, mình học hỏi thêm, rồi mình trau dồi cái kiến thức về đạo của mình. Để mà khi mà những người thân của mình mà họ có bị trục trặc hoặc là gặp những cái khó khăn đau khổ gì đó, thì mình có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình, những cái gì mình học ở trong kinh ra, để mà giúp họ thoải mái hơn, được cái tinh thần an lạc hơn. Thì cái đó là cái niềm mơ ước của mình, nhưng mà không biết bao giờ mới thấu hiểu hết cái ba bộ kinh Đại Thừa này. Đó là rất là tuyệt vời. Thì cái bộ kinh này á, kinh Hoa Nghiêm á, là bản chánh của nó là 4 quyển, nhưng mà thầy của mình đó, sư phụ của mình đó, thầy đã viết ra và giảng dịch nó tổng cộng là 40 phẩm, nghĩa là 40 cuốn. Thì mình cũng đã đọc được khá nhiều, nhưng mà không thể nào nhớ hết được, cho nên thôi mình sẽ coi từ từ. Ok. Hôm nay mình chỉ chia sẻ những cái quyển sách mà mình thích. Thật sự thì muốn đọc rất là nhiều sách, nhưng mà không có dành thời gian, cho nên chú tâm vào luyện kinh để cuộc sống mình được an nhàn, bớt lo lắng, bớt suy nghĩ, buông bỏ được cái gì thì buông bỏ, và phát triển cái lòng từ bi của mình nhiều hơn. Cũng giống như là hoa sen mọc từ bùn dơ, nhưng mà
gần bụng nhưng mà vẫn không tan mùi bụng, cũng giống như cuộc sống của mình đương đầu với bao trở ngại khó khăn nhưng mà mình vẫn đứng vững, chẳng những đứng vững thôi nhưng mà sẽ làm cái điểm tựa cho những ai mà cần đến khi họ gặp đau khổ hay là những khó khăn. Có thể là mình không có giúp họ được gì tiền bạc hay là gì, nhưng mà có thể mình giúp họ về cái tinh thần. Cái tinh thần cũng rất là quan trọng phải không? Dạ. Ok thôi, bữa nay mình chia sẻ như vậy ha. Đó là những quyển sách mà mình thích. Chúc cả nhà một ngày vui tươi và hạnh phúc bên gia đình nhé. Mình xin hẹn gặp lại ngày mai. Bye for now.